Ngay trên tròi luôn anh em ơi, làm sao hả? Xuống đây à? Ui phải lùa. Đông vậy. Đông vậy ai chơi anh em? Đông vậy ai chơi? Làm sao hả? Ui, chạy đâu? Chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Vâng, với Scar quái thú thì tăng độ chính xác phải nói là bắn ghim tâm cực kỳ là dễ dàng luôn, phải không nào anh em? Mua nick Free Fire lên quân, tới ngày sụp sự kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nhảy dù ở đây nha mọi người ơi. Ok, lên trên cái coi. Chúng ta có một khẩu K98 này. Ơ kìa, vãi lúa, thanh niên nào kia hả? Úi dồi làm sao, chạy làm sao kịp hả em ơi? Uầy, thanh niên chưa kịp nhảy dù xuống đã bị sanh mộ rồi. Ây, đắng lòng chưa em? Phải nói là hai thanh niên số nhỏ nhất luôn anh em ơi. Vừa nhảy xuống chưa kịp làm gì đã bị kẹo sấy cho sấp mặt luôn rồi. Uầy, vãi lúa. Cái gì kia vậy? Đậu xanh, mày đùa với anh hả? Làm sao vậy hả? À, một đứa vừa chạy xuống trụ điện ngay phía SE luôn nha anh em. Vãi cả trưởng này. Làm sao? Bây giờ chú muốn cái gì? Uầy, pha này hơi ca anh em ơi. Cầm K98 này, rỉa máu nó luôn anh em. Ngại gì nhỉ? K98 này làm sao? Làm sao? Hình như là K98 bắn một người một viên là 60 máu thì phải. Làm sao? Hả? Anh lại sợ chú quá cơ. Cái đậu xanh này, nó vẫn đang ngay phía sau trụ điện anh em ơi. Nào. Uầy, thanh niên rơm rơm này. Làm sao? Ra đây em. Úi dồi, cứ rúc sau trụ điện thôi. Đậu xanh này, mình thiếu máu mình mới phải rúc chơi anh em. Mày đùa với anh chắc, mày đùa với anh chắc. Vãi cả trưởng. Làm sao? Ê, căng căng căng. Tình hình là hiện tại là mình chỉ còn lại có 50 máu thôi anh em ơi, hơi căng. Hơi vãi lúa. Uầy, thế này thì công nhận là sợ nó thật luôn anh em ơi. Không phải sợ đùa nữa, sợ thật luôn. Nào, làm sao? Ra đây em. Hai thằng bắn như kiểu là gợi đòn nhau vậy. Làm sao em ơi? Thích gợi đòn phải không nào? Xuống đây. Nào solo. Tuổi gì hả? Anh hỏi thật nhá. Bây giờ là chú tuổi gì hả? Tuổi Tí, tuổi Sửu, tuổi Dần hay là tuổi Mão hả? Uầy, làm sao? Thanh niên thề luôn anh em ơi. Hai thằng, tôi thì rúc sau cái biển quảng cáo, còn thằng kia rúc ngay sau cái phía trụ điện. Cái đậu xanh chứ. Đây có phải là game sinh tồn không vậy anh em? Hay là game chơi như kiểu là bịt mắt bắt dê vậy? Đậu xanh này, mày muốn cái gì? Mình nghĩ là vào nhà đi anh em ơi. Vào nhà cho nó lành. Mày đùa với anh phải không nào? Thế thôi anh em, thằng bé lên bảng đếm số luôn. Và kẹo đã có được 3 kill ở trong cái trận đấu này. Nghĩ gì? Dăm ba thằng rơm rơm phải không nào mọi người? Uầy, sắp hỏng. Vãi lúa. Mình còn chưa có cả giáp 1 nữa cơ. Rất là hên luôn là ở ngay trong cái huy hiệu thợ săn, chúng ta có được một cái giáp level 2. Tuyệt vời ông mặt trời phải không nào anh em? Tầm này là chúng ta chuẩn bị là lên trên cổng trời xem là như nào. Let's go. Chạy một hồi và chả thấy ai cả. Có lẽ là mình sẽ lên tạm cái chòi canh phía này coi. Hello hello, ở đây thì có ai không vậy hả? Chưa thì ai cả này. Uầy, vãi cả trưởng. Thanh niên, đi xe máy hả em? À, nó đã nhanh tay dựng bông ke lên rồi. Thế thì công thẳng xuống xử nó luôn. Làm sao hả? Nào, đâu rồi hả em? Đâu rồi hả em? Ơ, thằng bé đâu rồi anh em? Uầy, vãi lúa vãi lúa. Phía sau mình có người luôn, căng thẳng vãi cả trưởng ra anh em ơi. Nào, uầy, có người có người. Mày muốn cái gì hả? Lên bảng chưa? Tuổi gì hả em? Nghĩ sao? Thanh niên rơm rơm đòi chơi kẹo anh em ạ. Dăm ba thằng trẻ trâu này. Uầy ngon luôn. Chúng ta có được một cây Scar này. Scar với lại một cây MP40 thì quá là ngọt phải không nào? Hiện tại thì ngày hôm nay mình không dùng Scar Titan. Mình sẽ test sức mạnh của Scar quái thú anh em. Nghe bảo là cây này bắn cũng rất là phê luôn anh em ơi. Cơ bản là nó sẽ tăng cho anh em hai cái sát thương anh em ơi. Và tăng một độ chính xác luôn, cực kỳ là phê luôn anh em. Scar quái thú. Đấy, sức mạnh của quái thú phải không nào anh em? Nào, à đủ một đứa đi con xe Monster Truck ở ngay phía trên luôn. Làm sao hả? Mày chạy đâu hả em ơi? Mày chạy đâu hả? Sao tính hả? Làm sao?
anh xem là chú sẽ núp được sau thính bao nhiêu lâu. Ui dồi ôi, thanh niên cà ve này. À ok ok ok, đồ công nhận là cũng ngon phết luôn mọi người. Nào, xem thằng nào ngay phía sau thính luôn. Tôi lại sợ ông quá cơ. Nghĩ gì? Hả? Nghĩ gì? Nào, kìa kìa anh em, thằng bé vẫn đang ngồi dình sau thính thề luôn. Thế là bây giờ chú có chịu ra ngoài không? Hả? Anh hỏi câu cuối này. Vãi lùa. Anh em ơi, tình hình là chơi như này không ổn. Chạy, chạy anh em. Chạy anh em ơi, đứng tạm sau gốc cây xem là có dễ ăn nó hay không chứ còn là. Thôi vào nhà anh em ơi. Chúng ta sẽ qua những cái khu vực khác thôi anh em, chứ còn là ngồi canh nó cực kỳ là phí thời gian luôn. Lại còn bị lộ vị trí nữa. Mấy thằng mà nó thích đi móc lốp nó móc cho thì đúng là kẹo xanh mộ sớm luôn. Riêng kẹo là kẹo không có thích bị xanh mộ sớm như vậy. Thế nên là anh em ơi, đó, tranh thủ ở di chuyển đâu thì di chuyển. Rồi, qua tạm đây. Nào, mình nghĩ là ngoài đây thì vẫn là còn đầy người. Đang còn 11 thanh niên nữa cơ đấy. Anh em có thể là thỏa sức tìm người luôn nhở. Ở trên kia. À, một đứa vừa chạy xuống hả? Đậu xanh này làm sao hả? Chạy xuống đây, solo. Hả? Chạy xuống đây solo luôn. Ui vãi lúa. Căng. Thằng bé nó bắn tôi luôn anh em ơi, sợ vãi. Kinh thật. Anh lại sợ chú quá cơ. Vào luôn anh em ơi, chiến nào. Solo nào. Kia rồi. Chú hề ma quái à? Joker à? Làm sao? Joker thì làm sao hả? Mày đứng lại cho anh này ăn liệu đi. Ăn liệu đi em ơi. Chạy này. Vòng qua đây anh em ơi, vả nó. Muốn cái gì? Quỳ vãi lúa này. Tuổi gì em ơi. Thế là xong luôn, kẹo có được 5kg luôn anh em. Nãy giờ thì vẫn chưa test được sức mạnh của ska quái thú anh em. Thề luôn, mấy thằng trẻ trâu này nhờ. Phải không nào mọi người? Tình hình là kẹo mình có 5kg thôi. Ok. Vậy là còn lại 7 người chơi nữa. Hôm nay thì sẽ cố gắng kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 luôn nha anh em. Đấy, cứ phải kiếm tầm khoảng là chục kill nó mới căng. Tiêu chuẩn top 1 của kẹo là như vậy. Không biết là tiêu chuẩn top 1 của anh em như nào thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới video nha anh em. Tình hình là anh em ơi, dạo này kênh của kẹo thì tương tác hơi bị kém. Thế nên là bạn nào mà xem video thì nhớ là nhấn nút like cũng như là chia sẻ video giúp kẹo nha. Cũng như là anh em nào mới xem mà chưa đăng ký kênh thì đừng tiếc một lượt đăng ký kênh. Đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo khi mà kẹo đăng video sớm nhất nha anh em. Lên trên cái coi như nào chứ nhở. Ây, uầy, vãi cả trường. Có một đứa ngay trên tròi luôn anh em ơi, làm sao hả? Xuống đây à? Uầy, vãi lúa. Đông vậy ai chơi anh em? Đông vậy ai chơi? Làm sao hả? Uầy, chạy đâu hả? Vâng, với ska quái thú thì tăng độ chính xác phải nói là bắn ghim tâm cực kỳ là dễ dàng luôn, phải không nào anh em? Nữa hả? Làm sao? Ngay đây à? Nó dựng mông keo mất tiêu rồi, thằng bé công nhận là nhanh tay nhanh chân quá cơ anh em. Nó dựng mông keo rồi nên là chúng ta rất là khó, chúng ta có thể là ăn được nó anh em. Ui vãi lúa. Ui, còn đúng 120 mấy máu và mình vừa xài chiêu của Alok xong này. Thề, cái pha lúc nãy là hơi bị căng luôn anh em. Rồi nha, bây giờ là anh đầy máu rồi nha. Đứa nào thì anh cũng sơi luôn, đứa nào thì anh cũng chiến luôn anh em ấy. Không phải ngại chúng nó gì cả luôn này. Ui, sao mà kinh vậy. Thế nên là hiện tại cơ hội top 1 của mình đã lên đến đó là 20% rồi. Anh em lại kill nhau nhanh quá cơ thật luôn. Còn 4 đứa. Thế nên mà bảo là kiếm 10 kill top 1 là hơi bị căng luôn anh em ơi. Có lẽ là bây giờ là mình sẽ chạy một vòng qua mình móc chúng nó luôn. Đấy, full cây rồi. Chiến thôi anh em, ngại gì nữa nhỉ. Và chúng ta sẽ lượn lờ qua cái phía này. Nào, cùng hóng xem là. Ui, hình như là ở trên tầng có người à? Thì sao là vậy à? Ok anh em, lên trên tầng vả nó luôn nhỉ. Nào làm sao? Ây vãi trưởng, một quả mìn. Làm sao hả? Lên bảng đếm số luôn chứ còn làm sao hả em? Dám gài mìn sĩ kẹo hả? Hơi bị sai lầm rồi nha bạn ơi. Sai lầm lớn nhất thanh niên mang trong cuộc đời rồi nhá. Rồi ok. Uầy, thằng bé này lại gặp nguyên cái thằng Super Bomb Keo rồi anh em ơi. Phê quá nhỉ.
tự nhiên lại có thêm bông keo để xài rồi. Phải nói là có bông keo mình mừng VL luôn anh em. Đơn giản ở trận này kiếm bông keo nó khó khăn vãi chưởng. Ok. Có bông keo rồi, tự tin chơi game rồi, không phải lo nữa anh em. Nào, bây giờ là chạy xuống dưới luôn nhỉ. Ba người chơi nữa thôi mà, mình sẽ lượn lờ qua phía này. Ơ, cơ bản là chẳng thấy chúng nó đâu cơ. Thế này là... À kia, con xe Monster Truck này, mày chạy đâu hả? Rồi ok. Vòng qua phía này nào các bạn ơi. Xem như nào, chứ bây giờ là ăn thằng chạy xe Monster Truck hơi bị khó. Chúng ta sẽ lượn lờ qua đây xuống coi. Ui, vãi lúa. Có người anh em ơi. Nó ngay nhà bên cạnh kẹo luôn này. À thế thì lên trên từng cam nó luôn nhỉ anh em. Bây giờ nhá, coi chừng cái đầu chú nha. Coi chừng anh bắn vỡ đầu chú luôn nhá. Làm sao, thằng bé ngay nhà đối diện mình thôi. Chú muốn cái gì hả? Chú nghĩ chú là ai ở đây hả? Sao, thế nào? Tình hình là mình ngồi đây và nó không dám lò đầu ra anh em ơi. Thấy chưa, kìa kìa. Chính nó chứ còn là ai nữa hả? Thằng bé vẫn đang núp ở phía dưới cửa sổ anh em. Tuổi gì dám lò đầu ra hả em? Anh lại bắn cho bay đầu lại hỏi tại sao nhở? À, hình như là nó vừa nhảy xuống dưới kia. Sẽ luôn anh em. Nào đi. Uầy, nó dùng ống keo rồi, nhanh quá cơ anh em. Qua luôn. Vả nó luôn anh em ạ. Nghĩ gì, dựng bông keo thì đã làm sao hả? Anh quay xử chú luôn chứ. Kia rồi. Làm sao? À, lại dựng bông keo nữa cả. Có liệu để làm gì? Ba quả liệu này, không chết mới lạ này. Thôi xong, xong đời thằng bé luôn. Ok. Tầm này là còn một thằng cuối cùng nữa. À, nó ngay sau con xe Monster Truck nhưng mà hiện tại bot được thu lại này. Phải lúa rồi. Thôi xong. Bo đang thu lại rồi anh em ơi. Dựng con keo trước này. Ây, nó ngay sau con xe Monster Truck thôi. Căng vãi lúa ra luôn nhỉ. À, mình đứng tạm cái gốc cây này coi. Ây, đừng. Ui, vãi cả trưởng. Còn đúng 50 máu này. Ghê vậy ai chơi. À, anh em ơi, quấn full cây đã. Nào đi, dã ma luôn thể. Kìa. Tầm này là mình hết từ máu rồi em ơi. Bông keo thì chẳng có luôn. Hơi bị căng. Vãi trưởng. Cái gì đấy? Ui, dã ma luôn anh em. Còn đúng 20 máu này. Tôi xong rồi, bỏ chung rồi. Vãi, 20 máu, thế này chết kẹo rồi. Làm sao Hải mới qua đây. Ui, đã bị hạ rồi. Yes, tôi một anh em ơi, chúng ta có 8 kill top 1 trong trận đấu này. Ăn mừng nào. Và bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.